Mai xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Nguyệt Mai Vlog. Cả nhà ơi, hôm nay Nguyệt Mai mời cả nhà đến một nhà hàng ẩm thực chay Liên Hoa gần nhà Nguyệt Mai đó cả nhà, chỉ cách mấy trăm mét thôi. Hôm nay nhà hàng mới khai trương thì Nguyệt Mai đến để review cho cả nhà xem. Không gian ở đây rất là đẹp và món chay ăn cũng rất là ngon như cả nhà. Đặc biệt là cái nhà hàng ẩm thực chay Liên Hoa này nằm ngay gần sát bên trong khuôn viên chùa Vạn Thông ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn cả nhà. Thì ẩm thực chay Liên Hoa thì cũng mới khai trương thôi cả nhà ơi, nhưng mà cái khuôn viên rất là đẹp luôn. Cả nhà có thể thấy là ở đây là mái ngói nè, rồi bàn ghế đều bằng đá hết, rất là đẹp, sạch sẽ nữa. Đây là vườn rau sạch nè cả nhà. Thì ở đây người ta trồng rau sạch để cung cấp cho các món ăn luôn nha cả nhà. Khuôn viên rất là mát mẻ luôn. Ở đây không khí rất là mát mẻ và yên tĩnh. Mình có thể ăn những món chay và được ngồi thư giãn nữa nha cả nhà. Đây là cái hồ nước ở trong khuôn viên, có trồng cái hoa súng và có những chú cá chép rất là dễ thương luôn cả nhà ơi. Nguyệt Mai không ngờ là ở gần nhà Nguyệt Mai là có cái nhà hàng chay rất là thơ mộng và rất là yên tĩnh như vậy. Thì do mới khai trương cho nên cái lượng khách cũng chưa có biết được nhiều đó cả nhà, cho nên vẫn còn ít khách. Thì Nguyệt Mai hy vọng là qua cái video này thì các cô chú anh chị và các bạn có xem được thì có một ngày nào đó có đến viếng chùa Vạn Thông ở phường Phú Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì hãy ghé vào đây ủng hộ chú chủ quán nha cả nhà nha. Chú rất là nhiệt tình, niềm nở đón khách rồi hỏi xem là các món ăn như thế này có vừa không, vừa miệng không, rồi khuôn viên như thế này có gì góp ý hay không. Thì chú rất là nhiệt tình luôn đó cả nhà. Các bạn nhân viên ở đây cũng rất là nhiệt tình, vui tươi, rồi phục vụ rất là tận tình luôn. Đây là khu trà đạo này cả nhà, đây là phòng trà đạo. Nguyệt Mai mời cô chú anh chị và các bạn vô tham quan phòng trà đạo nha. Phòng trà đạo thì được sắp xếp những cái dãy bàn gỗ rất là đẹp. Bên trong có mở những cái tiếng nhạc du dương rất là nhẹ nhàng. Du khách có đến đây thì có thể là ngồi thưởng thức trà tĩnh tâm, rồi mình ngồi thư giãn nữa cả nhà. Đây mỗi một chỗ thì có một cái bình hoa rất là dễ thương, rồi có một cái bộ ấm trà, có trà thì mọi người vào đây có thể ngồi uống trà rồi thư giãn tĩnh tâm nha cả nhà. Thật sự là Nguyệt Mai rất là bất ngờ vì cái nhà hàng ở đây rất là đẹp và được chú chủ bài trí rất là tinh tế. Còn đây là cái quầy ở gần khu bếp đó cả nhà. Những cái thực phẩm được xếp lên kệ rất là gọn gàng, ngăn nắp luôn. Còn đây là cái khuôn viên bên trong, nhà bên trong thì cũng có những cái bộ bàn ghế, nếu mà khách không thích ngồi ở bên ngoài sân vườn thì mình có thể ngồi bên trong như thế này nha cả nhà. Cũng có những bộ bàn ghế rất là đẹp, phòng rất là sang trọng. Còn đây là phòng có máy lạnh nữa cả nhà.
Ở đây đây là phòng có máy lạnh, cũng có những cái dãy bàn ghế để cho khách ngồi, nhưng mà có máy lạnh. Nếu mà gia đình đi từ xa đến những ngày nóng nực hoặc là những ngày nóng thì có như thể là vào trong phòng máy lạnh này mình nghỉ ngơi rồi mình ngồi mình ăn luôn nha cả nhà. Trên phòng thì có những treo những cái bức tranh trang trí rất là đẹp luôn cả nhà ơi, tạo một cảm giác rất là thư thái thoải mái. Lúc nào cũng nghe tiếng nhạc du dương, những giai điệu rất là nhẹ nhàng. Còn đây là tô hủ tiếu chay của Nguyệt Mai Order nè cả nhà. Tô hủ tiếu rất là to, nhìn rất hấp dẫn. Còn đây là tô bún riêu chay, Nguyệt Mai Mình Order khuyên cho các tí. bạn dùng dùng bún riêu của con nha, con nha. Rồi, con ăn đi, con ăn, con cảm nhận xem cái bún riêu chay ở đây ngon không? Bún riêu này nó béo béo nhưng mà ăn được thay ra với lại bỏ ít phô mai vào. À, tí nói là cái riêu này nó rất là béo béo luôn, giống như đậu hũ xay ra có phô mai, cả con tưởng tượng như thôi đúng không? Chứ chưa biết chính xác trong đó là cái gì, ngon lắm hả con? Rồi, ngon ăn nha, một luôn. Chào Nguyệt Mai sẽ bỏ cái rau vào đây, trộn lên cho nó nóng nè, cho nó xẹp cái rau xuống nè, để mình ăn nè, ngon quá. Hủ tiếu rất là hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Đây là ly nước nè cả nhà, đây là ly nước nữa. Ly nước này là được tặng kèm theo nha cả nhà nha, được tặng kèm theo. Hôm qua Nguyệt Mai đến ăn thì là ly sữa đậu nành đậu xanh, trà trà nữa cả nhà, ly nước trà rất là ngon. Có hủ tiếu chay nóng hổi luôn, nghi ngút, có nấm, có chả, chả chay. Để Nguyệt Mai thử cái nước nha cả nhà, Nguyệt Mai thử cái nước. Con nghĩ là chào xây ngon ngon cả nhà ơi, rất ngon. Quả sen hả? Nguyệt Mai thử cái nước bún riêu có tí nha cả nhà, để Nguyệt Mai thử cái nước bún riêu có tí nha. Bún riêu rất là ngon luôn cả nhà, bún nào cũng ngon hết cả nhà. Kính chào quý khách, rất mong được đón tiếp quý khách. Quý khách hàng thân thương người xa đến khổ quán ạ. Cả nhà ơi, video của Nguyệt Mai đến đây cũng khá dài rồi. Nguyệt Mai cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video. Nếu có duyên một lần đến chùa Vạn Thông ở phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cả nhà hãy ghé ẩm thực chay Liên Hoa để ủng hộ chú chủ quán và cô chủ quán dễ thương nha. Nguyệt Mai xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Nguyệt Mai. Xin chào và hẹn gặp lại.